Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay cây quất của mình nó đã có thành quả rồi. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn cách bắt quả, bắt hoa, bắt quả để quất chín vào đúng vào dịp Tết Nguyên Đán. Thông thường thì Tết gia đình nào cũng có một cây quất để chơi. Tuy nhiên là khi chúng ta chơi xong thì thông thường là các bạn hay vứt cây quất đi. Nhưng hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn cách tạo ra một cây quất, giữ cây quất đã mua chơi Tết để chơi vào năm sau. Sau khi chúng ta chơi Tết xong rồi ấy, thì chúng ta sẽ cắt tỉa quất. Cắt tỉa như tôi đã hướng dẫn ở một video. Các bạn có thể vào đăng ký kênh của tôi, sau đó ấn vào cái tải video và tìm vào cái mục viết về cách cắt tỉa quất sau Tết. Các bạn sẽ xem và các bạn sẽ thực hiện theo thì các bạn sẽ cắt tỉa được cây quất để cho nó đảm bảo đủ dinh dưỡng, đủ cái độ quang hợp của cây lá để nó phát triển những cái mầm chồi. Đây, như cây này tôi đã làm video để tôi hướng dẫn quý vị và các bạn lần trước và bây giờ nó đã lên lọc lần 2 và vừa rồi tôi áp dụng quy trình để cho nó ra hoa và nó đã ra hoa kín cây luôn. Nếu mà xét về góc độ, nếu mà chúng ta để tất cả các cái hoa nó nở đây thành quả thì có lẽ phải đến hàng mấy trăm quả trên cái cây này. Nếu mà bắt hết thì có thể là khéo đến một hàng nghìn quả luôn này. Và hoa nở trắng cây luôn. Và hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn là cách để chúng ta bắt hoa bắt quả. Thông thường cây quất này nó sẽ ra hoa ra quả, ra hoa vào rất nhiều các thời điểm. Và hôm nay nó đã là, năm nay là năm nhuận 2 tháng 4, cho nên là hôm nay đã là 24 tháng 4 rồi, tức là 15 tháng 6 dương lịch. Và bây giờ hầu như các bạn chơi quất đều là chơi quất bình, quất lọ. Thì người ta đã thuần cái cây quất này nó trong cái bình, cái lọ rồi. Và chúng ta chỉ về chúng ta chăm nữa thôi là chúng ta chơi. Thì sau khi các bạn cắt tỉa thì nó sẽ ra cái tán cây như thế này. Và vào cái thời điểm như cây này nó ra hoa đến thời điểm này ấy, thì tức là tôi đã phải xử lý nó cách đây khoảng hơn chục ngày rồi. Hơn chục ngày là tôi phải dùng biện pháp là cắt nước cho nó. Cắt nước, mà các bạn cắt nước là để cho cây nó vừa héo, vừa đủ héo cái bộ lá nhé. Các bạn nhìn thấy nó rủ lá xuống là các bạn sẽ bổ sung nước vào để cho nó phục hồi trở lại. Cây quất này cái tính thích nghi của nó rất cao, khi nó rủ hết lá xuống rồi thì các bạn chỉ cần tưới nước vào thì sau khoảng 15-20 phút là nó đã phục hồi lại ngay. Và cách tốt nhất để các bạn chơi một cây quất bình ấy, là các bạn sẽ sử dụng luôn cái phương pháp tưới bằng phương pháp thẩm thấu ngược này. Đây tôi sẽ chia sẻ luôn với quý vị và các bạn cái video về phương pháp tưới thẩm thấu ngược. Tôi đã hướng dẫn quý vị và các bạn trong một cái video trước rồi. Tuy nhiên nay tôi sẽ nói luôn, tức là các bạn sẽ lấy một cái khay hoặc một cái bình, chúng ta đặt cái chậu cái bình quất này vào trong này, vào trong, và chúng ta đổ ngập nước khoảng 5-7 phân. Và khi nước nó cạn hết thì các bạn sẽ bổ sung thêm nước vào, tức là chúng ta cứ bổ sung nước khi nào, lúc nào nó cũng ở cái
Tư thế là nó có nước này cũng được, và cây nó sẽ theo cái nhu cầu của nước nó cần, nó sẽ hút lên, nó nuôi cây, thì cây của các bạn lúc nào cũng xanh tốt và dinh dưỡng lúc nào cũng đủ. Và các bạn chú ý là khi các bạn bổ sung phân bón cho cây này thì các bạn có thể sử dụng các cái phân nước. Các cái phân nước thì như tôi đã chia sẻ với quý vị và các bạn một cái video về cách sử dụng nước tiểu để bón cho cây, thì chúng ta có thể là chúng ta sử dụng ngay nước tiểu để chúng ta kích thích, chúng ta bổ sung vào cái khay nước này. Ví dụ chúng ta có thể bổ sung với cái tỷ lệ như tôi đã hướng dẫn trong video về cách sử dụng nước tiểu đó, thì các bạn sẽ bổ sung làm sao là cho nó cái hàm lượng của nó là 1/20 hoặc là khoảng 1/15 thôi, thì cho cây nó an toàn. Nhưng các bạn bổ sung bằng cách cho luôn vào cái khay nước như thế. Đây, chúng ta có thể đổ trực tiếp vào cái khay nước như này, hoặc thậm chí các bạn sử dụng các loại phân hóa học thì các bạn cho với cái hàm lượng nó ít thôi, các bạn cho luôn vào đáy cái khay nước này thì nó cũng hòa tan. Tuy nhiên là cách đó thì nó sẽ lâu và chậm, thì chúng ta có thể, hoặc là thậm chí các bạn sử dụng ngay cái nguồn nước ủ từ phân rác. Phân rác tôi cũng đã hướng dẫn quý vị và các bạn trong một cái video rồi. Các bạn ủ phân rác hữu cơ, chúng ta bổ sung vào đó cho nó cũng được. Hoặc thậm chí là các bạn có thể sử dụng nguồn nước gạo, các bạn vo gạo xong sau đó các bạn đổ luôn vào cái đáy dưới chậu đó, thì nó sẽ hút lên và nó nuôi cho hoa, quả nó phát triển phổng quả. Và như cái dàn hoa tại thời điểm này thì chúng ta có thể là chỉ việc nuôi hoa để nó thành quả, và chúng ta nuôi đúng đến Tết là vừa đẹp luôn này các bạn này. Với mới tuy nhiên là khi chúng ta chăm sóc thì chúng ta có thể sẽ tùy vào cái mức độ của cành, có thể là chúng ta sẽ giữ lại cái lượng quả phù hợp để cho cây nó vừa khỏe vừa phát triển tốt, mà nó không bị thiếu dinh dưỡng do cái lượng quả nó quá nhiều. Như các bạn nhìn thấy cái lượng hoa như thế này thì nó nở sẽ rất nhiều quả, thì chúng ta có thể cắt tỉa để cho cây nó cái lượng quả để cho nó phù hợp với cái lượng dinh dưỡng mà cây nó có thể hút được. Như tôi đã chia sẻ ở phần đầu video, đó là các bạn chú ý là khi các bạn ngừng cấp nước cho nó, ngừng cấp là tức là chúng ta sẽ ngừng cấp nước vào cái khay này, chúng ta để cho nó khô và cây nó sẽ héo, nó sẽ héo lá, nó héo lá rủ xuống, bắt đầu nó héo rủ xuống thì chúng ta cấp nước lại nước cho nó, cấp nước lại và cho nó uống no như tôi đang để ở dưới đây, thì nó sẽ bắt đầu là nó sẽ ra hoa. Nếu mà quý vị và các bạn yêu thích và muốn giữ lại cây quất mình đã mua thì chúng ta sẽ áp dụng theo cái phương pháp tôi vừa hướng dẫn và chia sẻ với các bạn. Các bạn sẽ có một cây quất như ý để chơi Tết do chính tay mình tạo tác ra. Đây là tôi Tết vừa rồi là tôi có làm thêm mấy cây này. Đây cũng một cây đang bắt đầu cho ra mầm lọc, và cây này tôi có ký thêm lan đó để cho chơi lan, và cây này cũng đang bắt đầu nảy hoa đây. Nhưng cây này do chế độ dinh dưỡng kém hơn nên nó còn đang ít hoa. Và cây này cũng thế, cây này tôi cũng mới làm cằn và mới bổ sung nước trở lại. Và các bạn thấy các cái mắt hoa đã bắt đầu ủ sưng phồng hết lên rồi này. Và chỉ còn chờ
cho thêm dinh dưỡng vào nữa là nó sẽ nở tung cái giàn hoa ra và chúng ta sẽ bắt quả vào giai đoạn này. Xin chúc quý vị và các bạn có những thực nghiệm thành công trên cây quất yêu thích của mình vào thời điểm Tết năm tới, hoặc là có thể và áp dụng luôn vào những cây quất mà chúng ta đang sử dụng rồi. Chúc quý vị và các bạn có những trải nghiệm thành công và nhớ ủng hộ mình một sub và like, share bài khi các bạn thấy thực sự có ý nghĩa. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.